Kính chào quý vị và các bạn. Các tỉnh miền Bắc nước ta được dự báo sẽ tiếp tục duy trì thời tiết đặc trưng của những ngày thu khi về đêm và sáng có sương mù nhẹ rải rác, trời lạnh, ban ngày có nắng hanh với nhiệt độ dao động từ 19 đến 33 độ. Thời tiết nhìn chung có nhiều thuận lợi cho các hoạt động thông thương hàng hóa và du lịch ngoài trời. Đáng lưu ý, có lẽ là thời tiết tại các tỉnh dọc ven biển miền Trung khi mưa dông có xu hướng gia tăng cả về diện và lượng. Mưa tập trung nhiều tại khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa dự báo từ 20 đến 40mm, có nơi trên 100mm. Trong cơn dông có khả năng kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Do có mưa nên nhiệt độ ở Trung Bộ không cao, trưa chiều mai phổ biến dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ, chỉ một vài nơi cao hơn. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên về chiều tối vẫn có mưa dông, ngày chủ yếu có nắng gián đoạn. Tuy nhiên, vẫn nên cảnh giác với những điểm mưa lớn cục bộ có khả năng xuất hiện, gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Dự báo nhiệt độ cao nhất ở khu vực Tây Nguyên trong khoảng từ 19 đến 31 độ, còn khu vực Nam Bộ nhiệt độ là 21 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Đến với Biển Đông, tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, nhiệt độ tại cả hai quần đảo không vượt quá ngưỡng 30 độ. Khu vực Hà Nội ít mây, đêm không mưa, trời lạnh, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 21 đến 33 độ.